Tôi sẽ tạo ra một cái project nhỏ nhỏ ở trong lớp mình, tạo ra SESS rồi bê vào đây đấy nhá. Ví dụ tôi có một cái file tên là index.php này. Ở trong này tôi có thể có một cái biến tên là name bằng thiện.th, và tôi có thể echo ra cái biến name này, đúng không? Cái này là chuyện bình thường ở huyện, không có gì cả. SESS, đúng không? Ra dữ liệu này. Nhưng mà nếu bây giờ tôi chuyển nó sang, tôi sang cái file tiếp theo là cái file test-session.php. Tôi đã tạo ra biến là index rồi, nhưng mà bây giờ tôi tiến hành và ở đây tôi echo ra cái biến name. Có được không? Đây. test-session.php. Chưa tạo biến này đúng không? Rồi. Thế vậy thì ở đây chúng ta có cái phạm vi một tồn tại của một biến, có nghĩa là khi mà các bạn tạo ra ở một file thì các bạn chỉ được dùng ở trong cái file đấy thôi, không chuyển được sang những cái file khác, đúng không? Được chưa? Thế vậy thì chúng ta sẽ có những cái lúc mà chúng ta cần một cái nhu cầu, đó là chia sẻ thông tin giữa các cái file PHP của chúng ta với nhau. Thì chúng ta sẽ sử dụng đến một cái khái niệm gọi là session. Session nó là một cái biến dạng global tồn tại trên một phiên làm việc của client với server. Client là cái trình duyệt, server là cái con server máy chủ của chúng ta. Được chưa? Và cái biến đấy có thể được truy cập từ tất cả các file nằm trong hệ thống trên một phiên làm việc đó. Thì chúng ta sẽ sử dụng session như sau. Để đầu tiên để sử dụng một cái session thì chúng ta có session của session start chấm phẩy như này. Tôi đã có biến name bằng cái này. Sau đó tôi sẽ có một cái biến là đô la gạch dưới session. Đây là mảng, đúng không? Mảng chúng ta sẽ có phần tử trong mảng. Phần tử của tôi tên là auth, ví dụ thế. Đặt tên ở đây một đoạn text thôi. Đây là key bằng với cái biến name. Tôi sẽ tiến hành echo cái biến session auth này. Xong. Bây giờ chúng ta test. Vẫn hiển thị như bình thường, đúng không? Rồi. Bây giờ để tôi có thể lấy được cái giá trị của cái thiện th kia ở bên cái file test session này, chúng ta cũng lại ở đây là một file riêng rẽ, chúng ta lại session start và tôi echo ra cái biến session auth, xếp xuống đây tôi sửa sang là test session, ra đúng không? Nó đơn giản, nó chỉ là một cái biến dạng global có thể chia sẻ thông tin giữa các cái file PHP khác nhau của chúng ta vậy thôi. Xong chưa? Đấy là khái niệm về session. Vậy bây giờ thì tôi sẽ ứng dụng cái session này vào trong cái việc là login, logout như thế nào. Thì tôi sẽ tạm thời tôi gác cái project này lại, tôi chuyển sang cái project L26 MVC của chúng ta. Thì ở đầu file này tôi sẽ sử dụng luôn cái session start. Bởi vì cái request nào của chúng ta cũng sẽ đi qua đây mà. Cho nên tôi dùng session start ngay ở đây. Thì chúng ta sẽ có như sau, ở trong cái custom route này, ví dụ như kiểu cái case airport này, thì tôi sẽ cần những cái người đã đăng nhập vào rồi thì người ta mới có thể là làm sao, đã đăng nhập rồi thì mới được quyền là thêm sửa xóa dữ liệu chẳng hạn như vậy. Thì tôi có thể là sử dụng ở đây là if iset cái đô la gạch dưới session auth. Nếu mà có thì tôi mới cho cái này, còn nếu không có hoặc nếu có nhưng nó bằng null, nếu có nhưng mà nó bằng null thì tôi sẽ tiến hành là echo ra đây một cái là error 403 forbidden, là không có quyền truy cập mà tôi die nó ở đây. Được chưa? Tôi die nó ở đây luôn. Thì bây giờ chúng ta sẽ có như sau.
Tôi sẽ tạm thời xóa cái session của chúng ta đi đã. À, cái này chưa có session vào trong này. Thì đây, tôi sẽ về quay trở về cái L26 MVC. Đấy, xong, add new. Ồ, vẫn có. Để tôi xóa cái session đi đã nhé. Session destroy. Để tôi xóa cái session đi đã. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ không còn cái session nữa. Thấy chưa? Nó ra 403 forbidden là không, bạn không có quyền truy cập vào đây. Thì bây giờ tôi sẽ thay cho cái việc là forbidden này thì tôi sẽ đẩy người ta về cái trang là trang login. Đúng nhỉ? Custom route. Thay cho cái việc này tôi sẽ đẩy về cái trang là header location về index.php hỏi .r bằng login. Rồi bằng login và tôi đai dưới này. Tôi lại truy cập vào đây, nó lại ra trang login đúng không? Chúng ta chưa có cái URL login thì chúng ta tạo ra case login break. Ở đây nó sẽ hiển thị ra cho tôi cái giao diện của trang login, thì nó sẽ là include one cái views login.php. Xong login.php. Ở đây tôi code HTML thôi. Dưới này là một cái form. Form action là index. index.php hỏi .r bằng post.login. Đấy, và ở đây hỏi chấm, xin lỗi các bạn. Hỏi .r bằng post.login method là post. Đây chúng ta không truyền file nên chẳng có thêm cái gì cả. Ở đây tôi có một cái input file bằng text, nó là username chẳng hạn. Placeholder là username. Duplicate thằng này lên. Có một cái input file bằng password, name bằng password. Placeholder cũng là password luôn. Và có một cái button file bằng submit login. Chúng ta sẽ có cái giao diện như này. Được chưa? Giao diện như này. Sau đó tôi sẽ cần phải có một cái bảng, người ta gọi là cái bảng user. Đâu nhỉ? PP17. Có user rồi đúng không? Đây. Cái này là mã hóa rồi à? Chết rồi. Với vào 56 đúng không? Copy. Rồi. À, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cho thằng Thiện TH này nhá. Thì chúng ta sẽ có như sau. Khi mà chúng ta post cái này lên, nó sẽ đẩy vào trong cái post login này đúng không? Chúng ta có URL này chưa? Chưa có thì tạo mới. Đây. Lại case post trừ login. Tiến xuống là break. Ở đây chúng ta sẽ có cái biến username bằng với cái đô la gạch dưới post username đúng không? Duplicate lên thì chúng ta sẽ có thêm là cái password nữa. Password. Sau đó ở đây tôi sẽ require one, tôi làm nhanh thôi nhá. Còn các bạn sẽ vẫn cứ đẩy vào trong controller như bình thường. Tôi require nhanh cái file là model.user.php. Dựa vào đây tôi sẽ có một cái biến là model bằng quên nhầm user nó sẽ bằng với cái user 2.a.where where cái username và email nhỉ, email nhá, dùng email nhá, where cái email bằng so sánh bằng với cái biến username của tôi. Được chưa? Sau đó là còn gì nữa? Trở tiếp đến and where cái
password. Password bằng với cái field bằng với cái hàm MD5, bởi vì tôi đang mã hóa bằng MD5 mà. MD5 của cái password. Và tôi lấy ra first tiến hành tiếp. Và tôi va đăng cái biến user này của tôi đài đây. Thử xem có được không nhá. Reload này. Điện TH 32 tầng này. 123456. Login lên. Úi giời ơi. Chưa gọi hàm first à? À chưa có hàm first à? Chưa có hàm first à? Các bạn chờ tôi tí. Tôi làm luôn cái hàm first này. Cái này tương đương với cái tôi sẽ gọi cái hàm là hàm this cho đến get result bằng this cho đến get, và if không có result thì return null, còn else sẽ return cái vị trí số 0. Lấy ra phần tử đầu tiên mà đây sẽ là hàm first. Sao? Null. What the null? Có gì đó sai sai. Đây hàm get nhé. Chờ tí để tôi select sound from user where email bằng and password bằng. Có gì sai nhỉ? Sai email. Sai sao? 132. Hả? Email 132. Ờ hình như thế. Một hai ba bốn năm sáu. Rồi, cái này chắc là chạy thôi. Ra rồi nhá. Ok, đấy là cách chúng ta lấy ra user, xác định được user nó có trong cơ sở dữ liệu hay không. Sau đó chúng ta sẽ, nếu mà có thì ở đây chúng ta sẽ if cái biến user này, nếu mà có user ấy, thì chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ có một cái biến đô la gạch dưới session auth bằng luôn cái biến user kia. Được chưa? Else. Nếu không có thì lại đẩy về header location về trang index.php hỏi .r bằng login. Đẩy về như này cũng được, hoặc các bạn có thể đưa về cái hiển thị một cái text là tài khoản không tồn tại chẳng hạn. Ví dụ như thế. Hoặc là ví dụ tôi hiển thị ở đây là tài khoản không tồn tại nhé. Echo ra đây là sai mật khẩu, sai tài khoản hoặc mật khẩu, sai email hoặc mật khẩu. Đây, dừng ở đây. Còn nếu có thì tôi sẽ là session auth bằng user. Sau đó tôi sẽ tiến hành là header location về index.php. Này thôi. Xong tôi cũng đai. Và tôi sẽ hiển thị cái tên đăng nhập của người dùng này ở ngoài trang chủ. Thì ở ngoài trang chủ của tôi nó sẽ có cái là client homepage ở phía trên này nhá. Sẽ là đây là PHP này. If iset cái đô la gạch dưới session auth, nếu mà có thì tôi sẽ tiến hành là từ chờ tí. If đây là hai chấm, đây là PHP and if, không nhớ cú pháp. And if
bỏ này đi. Nếu mà có người dùng tôi sẽ viết là đây là hello. Hello Mr. gì đấy. Đô la gạch dưới session. Hot. Cho đến name. Ví dụ như vậy. Thì chúng ta có thể test như sau. Back lại này. Phải login đúng không? Hiện th a@gmail.com phát là 123456. Ôi trời ơi. Undefined variable RS. Base model là 153. À cái này nó đi ra. Bắt. Tại sao không có ta? Chờ tí nhé. User session auth post login session auth bằng cái này. Ở đây cái đô la gạch dưới session auth die. Đây có object user bằng cái này tạo ra rồi à, PDO à, hiểu rồi cái session này nó không chứa được object. Các bạn lưu ý nhá, cái session đấy nó không chứa được object mà chúng ta đã chuyển nó như này, nó bằng một cái mảng, mảng của chúng ta có name bằng biến user trở đến name phẩy cái gì nữa nhỉ, email trở đến bằng biến user trở đến email id, nó sẽ bằng là user trở đến id như này thôi. Bây giờ mới được này, rồi mạc xong. Sau đó chúng ta local host index. Cái index này thì ở homepage này chúng ta không làm như này được, mà auth đóng mở ngoặc name, bởi vì nó là mảng mà. Thì bây giờ chúng ta sẽ có là hello Mr. Thiện này, đúng không? Và chúng ta vào add new như bình thường, là phải login xong và tồn tại cái session này thì chúng ta mới bỏ mới vào trong được cái trang kia. Còn bây giờ nếu mà các bạn muốn cái logout ra chẳng hạn, thì chúng ta sẽ ở trên trong cái homepage này, trong trường hợp nó có nhé, chúng ta sẽ có thêm một cái thẻ A ở đấy, href bằng index.php hỏi .r bằng logout. Đây là logout. Logout ra ngoài. Thì chúng ta sẽ có thêm một cái route là logout nữa. Case logout. Chúng ta sẽ break. Khi cứ vào logout thì chúng ta đơn giản lắm, sống rất đơn giản. Chúng ta sẽ có một cái hàm là unset. Hàm unset là bỏ, loại bỏ một phần tử nằm trong mạng. Thì chúng ta sẽ có unset là đô la gạch dưới session auth, để không ảnh hưởng đến những thằng khác. Và header location về index.php. Xong. Back về. Logout nhá. Không còn đúng không? Bây giờ vào lại phải login này. Điện th a@gmail.com 123456 login. Lại có. Logout lại mất. Và bây giờ tôi muốn tất cả những cái mà edit hoặc là những cái mà delete của tôi cần phải logout xong mới được, thì tôi lại copy cái đoạn này. Copy cái đoạn này tôi paste xuống dưới. Update post này. Rồi thì save update này. Rồi thì save add này. Rồi thì remove này. Rồi vậy thôi. Tôi logout rồi này. Remove không được này. Đúng không? Update cũng không được này. Add new vào thì phải login vào.
Login xong. Rồi add new. Được chưa? Xóa. Như bình thường. Đấy là cái đưa cái session vào trong cái việc check login, log out của chúng ta. Vậy thôi. Hết phim. Còn gì nữa không? Các bạn nào thắc mắc gì không? Về xem lại cái video nhá. Và các bạn phải thực hành nhiều vào.